Mời nhà trai. Rồi, mời đi con. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, chào chị, chào chú Quyền Linh ở bên kia và chào rồi. Tất cả mọi người. Xin chào. Em tên là Tú Trinh, năm nay thì em đã 28 tuổi rồi. Hiện tại thì em ở Củ Chi ạ. Ở Củ Chi với ai? Dạ, em sống với lại gia đình, có ba mẹ và em trai. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng chị. Ở đâu cơ? Dạ, cũng ở Củ Chi luôn. Rồi. Mời em trai. Con chào chú Quyền Linh. Được không? Em chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Nguyễn Đình Công. Em sinh năm 1994. Hiện em đang làm kinh doanh. Kinh doanh tự do hay là nhà hay là kinh doanh cho ai? Công ty của con. À, công ty hả? Tên Đình Công vô công ty mệt quá ha. Dạ. Bởi vậy mới tự mở công ty tự làm luôn. Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu Đình Công? Dạ thưa chú là con sinh ở trên Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Bây giờ mình làm ở quận? Dạ con đang ở bên Gò Vấp và làm tại Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Dạ. Ở kia Củ Chi, Gò Vấp lên Củ Chi cũng hợp lý ha. Trinh cho bên nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm đi Trinh. Ưu điểm của con theo mọi người nhận xét đó là người rất là nhiều năng lượng, truyền tới năng lượng tích cực cho mọi người. Quá tốt. Có một cái tinh thần sống khá là vui vẻ. Tại vì em cũng thích chơi thể thao, em thích ca hát, thích đọc sách. Chú rất là thích khi những người nào luôn luôn đem năng lượng tích cực cho mọi người. Cuộc sống nó bộn bề, mệt mỏi, mưu sinh tất bật, mà suốt ngày chúng ta chỉ nghe những điều tiêu cực hoặc là chúng ta chỉ lan tỏa điều tiêu cực thì thật ra cuộc đời này nó cũng tiêu cực lắm. Mình có một cái khuyết điểm gì không Trinh? Tại vì công việc của con á, là con cũng có hay nói nhiều, con có ghi một mảng về đào tạo ở trong đó nữa, cho nên là con xử lý công việc thường con muốn xử lý nó rất là nhanh, cho nên là khi nó có cái gì đó vấp lại thì sẽ hơi bị cục tính một chút xíu, hơi bị khó chịu chỗ đó một chút xíu, nhưng mà qua rồi xử lý xong rồi thì thôi, có thể lúc đó là rất là giận dữ nha, nhưng mà sẽ không có để bụng lâu. Đang làm mà nó ngưng lại khó chịu lắm. Dạ đúng rồi. Đôi khi nó cũng hơi cọc tính như cái chuyện đó lúc đó thôi. Những người cục tính vậy thì họ trong lòng không để lại gì xấu hết trơn á. Dạ. Bên nhà trai sao nè? Dạ thưa chú là ưu điểm thì con hòa đồng, tại vì đặc thù công việc của con nên là con hay phải có cái tính là lắng nghe được mọi người nhiều. Về nhược điểm thì thường thì con là người hay làm việc nhiều trong ngày, gần như thời gian của con hiện tại là làm việc không. Như làm việc ở công ty hả? Dạ. Quản lý về kinh doanh này kia hả? Dạ đúng rồi. Cũng rất căng thẳng đúng không? Dạ, đặc biệt trong giai đoạn này. Giai đoạn này căng thẳng lắm. Công ty con thì năm ngoái thì lớn mạnh, nhưng mà vì sự cố cho nên là con đang bắt đầu lại từ đầu. Nhưng công ty đó của con hay là dạ, của con? Của con luôn hả? Dạ. Mình chủ yếu là kinh doanh về gì? Dạ, con có hai mảng, một là mỹ phẩm, với hai là thực phẩm chức năng. Nhưng mà nếu có một người luôn luôn lan tỏa năng lượng tích cực như Trinh á, chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái hơn. Cũng đừng ép mình vào những cái căng thẳng quá. Mình có chơi môn thể thao nào không Công? Dạ có, chủ yếu là chạy bộ với đá bóng. Tốt, nhà gái cho chúng tôi biết đường tình duyên sao nè. Đường tình duyên thì nó cũng có hơi lận đận một chút đó chú. Tại vì năm nay cũng 28 tuổi thì con cũng có hai mối tình chính rồi. Một mối tình thì hồi cấp 3, lúc đó em mới học lớp 10 thôi. Điều kéo dài quá. Chính vì yêu sớm cho nên kết cục nó không có được viên mãn lắm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì tụi con mới chia tay gần đây cách khoảng 1 năm. Hai bên ở cái khoảng cách quá xa. Ở đâu mà xa chứ? Ở đâu? Dạ ở Bình Thuận à. Tưởng đâu ở Bình Nhưỡng thì xa chứ ai Bình Thuận mà xa gì. Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn á Trinh ơi. Đúng rồi. Còn nhà trai thì sao? Không. Con có hai mối tình, một mối tình là 4 năm và một mối tình là hơn 2 năm. Sao mà chia tay? Dạ, mối tình đầu 4 năm là thời sinh viên, mối tình thứ hai thì chủ yếu là về gia đình. Gia đình không chấp nhận? Do một phần nữa là khoảng cách nữa. Nếu mà có tiến tới xa thì bọn con sẽ có những cái không cho phép. Bây giờ nếu như mình lấy vợ về thì mình sống ở đâu Công, mình có định hướng chưa? Chắc chắn là sẽ phải định cư ở Sài Gòn. Mình nói về tương lai đi ha. Nhà gái cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Mọi người cũng hay nói em là người khá là suy nghĩ nhiều và em thích là một cuộc sống nó phải có cái sự ổn định, có kế hoạch trước trong tương lai ấy. Người đàn ông em nghĩ là em đã nói nhiều rồi thì bạn trai sẽ là người hơi trầm tính một chút xíu, bạn sẽ chững chạc trong suy nghĩ và bạn biết quan tâm và điều phối mọi việc trong gia đình, bạn sẽ cán đáng được cái phần đó, những công việc bên ngoài bạn sẽ lo, còn em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh đầm ấm, là em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy. Người phụ nữ của gia đình. Xin chào. Dạ con chào chú. Con có mong muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Con cũng khá là cao và đô con cho nên là muốn cao đúng không? Dạ đúng rồi. Để đó chị Lan qua kiểm tra. Trai tôi hơi ngon rồi nha, đẹp trai à. Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Trời ơi em ơi ngon lắm. Được á. Được. Rồi, cao biết còn... nhiêu nhưng mà thấy ngon. Mong muốn gì nữa chị Lan, đứng sẵn bên đây là nói chị đi, Lan hỏi bây giờ luôn. Muốn gì nữa nè?
anh Công đúng không ạ? Dạ. Cái mẫu người mà ở ngoài hoạt bát quá hay là nói nhiều quá thì anh có bị e dè không anh? Trong công việc thì thường như anh cũng phải nói nhiều mà. Em có hơi nặng cân một chút xíu thì có là vấn đề với anh không? Mẫu người của anh chủ yếu là về con người, về tính tình thôi, chứ còn ngoại hình thì mình... Cân nặng đâu quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Có chị Ngọc Lan thôi. Ừ. Có chị Lan à. Dạ. Tôi thấy tôi chấm nhà gái luôn rồi đó. Dạ. Công thì... sao? Công mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì chủ yếu là về tính tình thì có hướng về gia đình cha mẹ nhiều. Em thì không muốn người phụ nữ ấy thì kiểu hay thị phi chút xíu, hay thích chuyện này chuyện kia. Hay thích nhiều chuyện đúng không? Dạ. Ý vậy đúng không? Dạ. Cô này không nói mất nhiều chuyện đâu. Nói rất nhiều cái chuyện để giao tiếp thôi. Dạ, nói, vậy thôi. Nói nhiều khác, nhiều chuyện kia đúng khác. Rồi. Bây giờ thì chúng ta mình gặp hỏi người thân đi. Chàng trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với một người bạn và một người em của em. Chào nhà trai. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Công. Từ lúc mà em quen bạn Công thì cũng tầm 4-5 năm rồi mà bạn Công chưa có mối tình nào, cũng ế khá lâu rồi. Bạn ấy là một người chú Quỳnh Linh có nhận xét thì khá là trầm tính, nhưng mà cũng hòa đồng hoạt bát, vui vẻ chứ không phải là lầm lì. Bạn Công là một mẫu người của gia đình. Nếu mà người phụ nữ nào mà tiến đến được với bạn Công thì có thể là bạn ấy sẽ chăm lo được rất là tốt. Bạn nữ bên này thì cũng khá là xứng đôi với bạn Công, thì cũng hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Xin đi với ai? Dạ, con có đi theo với lại hai người bạn ạ. Ừ, hai người bạn nữa. Người bạn có ý kiến rồi nào? Con chào chú Yên Linh. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh. Và em là bạn thân của chị Tú Trinh cũng lâu rồi. Chị là một người rất là dễ thương, hoạt bát. Đối với anh thì em thấy anh đẹp trai, tài chính ok rồi, công ty thì kiểu vững chắc rồi. Thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Thôi, mình nghĩ rằng hai bạn đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của Công. Dạ vâng. Bắt đầu đi Công. Tới đi. Anh có món quà tặng em. À vậy em cảm ơn. Dạ. Em cũng có chuẩn bị qua quyển sách. Thời gian rảnh thì em cũng đọc sách nghiên cứu. Dạ, mong anh cũng khi mà có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ đọc, mình tìm được một số lý tưởng sống ở trong quyển sách này. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh sao? Mới lần đầu gặp thì cũng khó. Để mình tìm hiểu sau coi nó như thế nào nha. Ừ, thì cái nhìn giao diện đầu tiên đó. Cái nhìn đầu tiên đó, cái nhìn đầu tiên em thấy anh sao? Giao diện đầu tiên thì ổn chú. Quá anh, ổn anh thấy em như thế nào? Cũng ổn. Làm văn phòng cụ thể em làm về công việc gì? Em là nhân viên kế hoạch sản xuất và có kiêm thêm một mảng về đào tạo. Như vậy thì thời gian em còn được dư nhiều không? Thật ra thì em chỉ sắp xếp làm việc trong giờ hành chính thôi. Những cái buổi chiều thì em vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi thể thao. Em có một cái đội đánh cầu lông, mà trong cái hội cầu lông đó nó cũng có một cái chỗ để chơi đá bóng nữa. Hồi nãy em có nghe là anh có chơi đá banh đúng không? Có. Tuy là không có chơi chung một môn thể thao nhưng mà mình có thể đi chung với nhau. Thời gian anh lại làm gần như bị ngược với em một chút xíu. Thời gian hành chính thì các bạn nhân sự ở nhà làm, còn anh thì hệ thống ở phía sau thì anh lại phải làm vào cái giờ các bạn đang ở nhà nghỉ. Trong tuần thì thực ra gần như là nếu mà em có thời gian rảnh và mình có thể hẹn hò thì anh gần như có thể sắp xếp được. Cụ thể là mình chỉ có thể rảnh buổi sáng thôi. Gần như buổi sáng thì anh phải bận, bởi vì buổi sáng chính là buổi mà anh phải theo dõi số liệu của công ty. Tại hồi nãy anh nói là nó ngược thời gian với em, mà em làm giờ hành chính thì em sẽ làm từ sáng cho tới chiều khoảng 5 giờ. Anh thì cố định là buổi sáng một chút, đến trưa thì lại rảnh. Nhưng mà buổi tối thì gần như là phải xem xét lại. Vậy là đi coi phim là phải đi 12 giờ trưa. Là gần giám đốc mà tao muốn nghỉ muốn làm. Không. Em quan niệm thế nào về một gia đình? Em rất là mong muốn có một người bạn, có thể không phải là một người chồng không, mà có thể là bạn tâm giao, để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện ở trong cuộc sống. Mình có thể là những người yêu nhau nhưng mà rất khó nói chuyện với nhau. Em mong muốn một người có thể chia sẻ được những nỗi niềm mà khi mà mình gặp người đó, mình có thể, ví dụ em có một chuyện buồn gì đó là em sẽ nghĩ ngay trong đầu tới người chồng, người yêu của mình, để người đó có thể là chia sẻ được với mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai đó là người đó phải, cái gia đình phải cán đáng và mọi người phải có chung một cái quan điểm. Em nghĩ là ví dụ như có chung mục đích đến, anh muốn hai người con, em cũng muốn hai người con. Ừ. Chúng ta có thể có những cái quan điểm trái ngược với nhau, nhưng mà mình là những người có thể lắng nghe nhau để mình có thể phân tích ra đâu là cái điều tốt nhất cho gia đình của mình. Về những cái mà em chia sẻ thì thực ra là cũng là con người của anh, cho nên là anh nghĩ là anh có thể làm được việc đó. Khi mà làm việc thì em có thể rất là nghiêm túc. Mọi người hay nói là nhìn mặt em làm việc nó cọc lắm, cho nên là không ai muốn lại gần hết. Nhưng mà em cũng thích làm nũng người yêu nữa, cho nên là ví dụ anh đang làm việc, đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó, nhưng mà em lại ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó, thì hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó, thì anh có cảm thấy phiền không? Không. Mà nếu mà
đi với mình đến cuối đời, thì cái đó mới là việc quan trọng nhất, thì anh cần phải lắng nghe. Cho nên là những công việc khác trừ những cái cấp bắt quá thì anh cũng có thể nhắn lại với em là chờ anh 5 phút hay gì đó để anh xử lý cho xong cái đó đã, rồi khi đó thì anh sẽ chủ động liên hệ với em sớm nhất có thể. Em cũng chỉ mong là như vậy thôi, có nghĩa là sau khi mà mình dành hết thời gian cho công việc thì khoảng 15 phút thôi cũng được, mình có thể bận rộn nhưng mà mình có thể gặp nhau một xíu, chở nhau đi vòng vòng, uống một ly cà phê thôi cũng được, chứ em sẽ không mong muốn là mình phải đi chơi chỗ này, đi du lịch chỗ kia. Quan trọng là cái thời gian mình dành cho nhau nó sẽ giá trị. Xa hơn nữa, các bạn hình dung về một gia đình trong tương lai coi. Thì anh là người sống gia đình, cho nên là anh cũng chỉ muốn một gia đình là hàng ngày có thể công việc rất là bộn bề nhưng mà tối thì cũng quây quần với nhau, bữa cơm có cha có mẹ có con, rồi cùng nhau thảo luận về cuộc sống một ngày đó trải nghiệm ra sao kiểu vậy. Dạ, cũng khá là tương đồng với lại cái ý của em. Quan điểm về con cái đi. Con cái đối với anh thì anh không có quan trọng là con trai hay con gái. Anh chỉ quan tâm là cái việc mà anh có thể làm gì để sau này con của mình là có thể là một người có ích cho xã hội. Người con đó có thể làm gì sau này cho cuộc sống của nó. Yeah. Mình sẽ cho bé biết đó là ý nghĩa trong cuộc sống nó là như thế nào, vừa với lại sức của con, chứ không phải là mình muốn cái gì để mình đặt áp đặt lên con. Nghĩ về gia đình, về con thì em cũng có những cái tên cho con rồi đó. Có tên luôn hả? Nào nói thử nghe coi. Nói thử cho bạn trai nghe thôi. Dạ, tại vì mẹ là người khá là quan trọng. Khi mà đến cái chương trình này, mẹ là người thúc giục con đi. Nhưng mà hôm nay mẹ lại bận việc, mẹ không thể tham gia được. Thì mẹ rất là thích cái vần in à, em tên là Trinh, em của em tên là Bình. Thì sau này em cũng nghĩ là con nó sẽ có cái vần in. Bé gái sẽ là Thảo Linh, còn bé nam sẽ tên là Đức Minh. Thảo Linh giống con tôi vậy. Thì anh thấy có ok không? Đừng nói đặt trai đặt thành Quyền Linh nha. Dạ. Nhà trai tên Công mà đúng không? Dạ, Công Minh. Công Minh à. Dạ, Công Minh nó đỡ hơn là Đình Công. Bây giờ Công bước tới nắm tay Trinh ha. Hai người cho anh nắm tay. Đứng gần hơn chút xíu đi nào. Dạ. Cho anh nắm tay. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh cũng mong là mình sẽ có tạo cho nhau những cái điều kiện, những cơ hội để sau này tìm hiểu nhau hơn. Thì tất cả những cái việc mà anh nói ở đây nó chỉ là nhất thời, chứng minh được hay không nó sẽ là khoảng thời gian phía sau. Cảm nhận về Công suốt cuộc nói chuyện Trinh thấy thế nào? Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm, chững chạc trong suy nghĩ. Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn. Anh thấy em hiền dịu, cũng có những cái suy nghĩ sống giống như anh ấy. Thì anh nghĩ là nếu mà tương lai mà có những cái điều kiện tìm hiểu xa hơn thì nó sẽ tốt. Nếu mà ở Củ Chi xa quá thì ví dụ như bữa đó trời nóng nực quá, anh có thể từ Gò Vấp hả? Gò Vấp xuống Củ Chi ăn kem được không? Anh ở ngay chỗ công viên Làng Hoa nên xuống đó cũng không xa lắm đâu. Cũng giáp với quận 12 rồi nên đi xuống em cũng không phải vấn đề. Một khi đã quen rồi thì không nhất thiết ở Gò Vấp, ở đâu thì anh vẫn xuống được mà. Hứa nha. Nhau một bài hát đó, tặng nhau bạn. Một bài vẫn đi. Đứng đó nắm tay đi, vẫn cứ nắm tay hát cho nhau nghe đi các bạn. Các bạn đẹp đôi lắm anh đó. Anh có hát không? Anh hát được chút. Anh hát trước kìa. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi. Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em sẽ tặng anh một ca khúc của Bích Phương ha, Mình Yêu Nhau Đi. Hình như anh có gì muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hãy để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Câu này để chút nữa anh sẽ nói liền ở đây luôn nha. Tại vì em cũng hơi hồi hộp quá. Mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta để tay vào nút bấm, đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Nếu như chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép sẽ ghép cùng với cuộc đời của chúng ta thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, có trách nhiệm với nút bấm của mình, quyết định của mình nha. Bấm nút vì chúng ta biết đây là một nửa mảnh ghép của chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2,
3 Hết thời gian. Tại sao về em gái? Em cũng thấy anh Công rất là dễ thương, hiền lành à, nhưng mà em cũng không thể nào dối cái cảm xúc của mình được. Có thể là hôm nay mình chưa có cảm xúc, nhưng mà về sau đó mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thật là bất ngờ, tất cả những gì đang diễn ra rất là tốt đẹp, nhưng mà tôi chợt thấy ra trong ánh mắt cô gái ấy chưa có cảm xúc nhiều lắm. Tôi đã thấy ngay từ giây phút cuối cùng đó. Cũng rất là mong là mình có thể làm bạn với nhau. Tại vì là trong suy nghĩ và tư tưởng về tương lai của mình thì rất là hợp với nhau. Thật ra Công là một người đàn ông rất là bản lĩnh đó. Dạ đúng. Tôi thì tôi thích những người đàn ông đã từng thất bại. Bởi vì sau khi thất bại đó, họ đã nếm trải rất nhiều cái nỗi cay đắng trong cuộc sống này. Và họ vững vàng hơn, họ đứng lên tốt hơn, họ sẽ thành công nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Chúa tin rằng con sẽ làm được điều đó. Em có thể xin bắt tay em một cái nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Rất đẹp đôi. Rất tiếc nhưng không sao. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được một nửa mảnh ghép trong cuộc sống của mình. Rồi, ok. Rồi. Em chào anh. Em tên là anh. Năm nay em 29 tuổi. Nó lớn lên nè, chị nói nhỏ xíu gì mà còn vang vậy hả? Thì em thấy nó lớn hơn nam mà. Em tên là Dương Thanh. Năm nay 29 tuổi, đến từ Bình Phước. Hiện đang độc thân. Đã, hôm nay mình từ Bình Phước mình xuống luôn hả? Đúng rồi, 8 giờ sáng. Ồ, ok. Là đi xe máy hả Thanh? Đi xe máy ạ. Cái gì? Em ở huyện gì? Em ở Đồng Phú. Đồng Phú? Vâng. Là xa? Cách đây 100 cây á. Ờ. Nếu mà đi tìm đường nó sẽ hơn 100 cây một chút. Bình... Đồng Phú là qua Bình Long luôn hả? Bình Long, bên kia. À, là em ở khúc bên khúc đây. Đi về đường từ Đồng Xoài. Ừ, Đồng Xoài đi lên. Em Đồng Xoài lên. Ok, rồi em giới thiệu về bản thân em ha. Em nghề nghiệp em là cái gì? Em là kỹ sư cơ khí. Ờ, kỹ sư cơ khí, em hiện tại đang làm công ty gì? Em làm công ty tại nhà. À. Mở xưởng riêng. À, mở xưởng riêng tại nhà. Mở xưởng riêng. Mình chuyên về làm cái gì em? Em chuyên về tự thay bào. Tự thay bào làm nhôm. Dạ. Nhôm nhôm đúc. Rồi, có công việc, cũng có ngoại hình. Ở trên Bình Phước không có ai sao mà đi xuống đây tham gia chương trình? Phải không? Tại vì công việc em thì là người mình. Em thường em làm mình. Thì công việc nó cũng không có tiếp xúc nhiều người á. Với lại 10 năm rồi cũng có nhiều cái chuyện không được thành công, nên là em cũng buồn. Không được thành công cho công việc á hả? Đúng rồi. Là do gặp cái gì, dịch hay sao? Vừa dịch lại vừa ví dụ chuyện buồn trong cuộc sống cả. Nên là rất là buồn. Gái Bình Phước quá trời luôn, sao không tìm rồi đi xuống tới tận đây nè. Kể nghe coi mấy người mối tình rồi. Em thì một người đơn phương từ hồi học trung học rồi. Đến lúc năm học đại học thì có quen một người là học chung cái hoạt động nhóm á. Em có quen được 2 năm nhưng mà do là do em sai. Do bỏ đi người ta quá nhưng em sai. Nhận ra mình sai là được rồi đó. Em nhận sai nhưng mà em cũng có nhận lỗi, mình cũng kêu là tôi muốn tha thứ cho mình để mình quay lại, nhưng mà thì nó đã đi quá xa rồi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là 4 năm rưỡi. Rồi sao đây? Sao 4 năm rưỡi rồi? 4 năm rưỡi là mối tình này thì là em có kinh nghiệm của mối tình trước. Là quan tâm, là chăm sóc, là chia sẻ. Rồi sao chia tay đây? Thì do cái bạn đó thôi. Em không biết tại sao luôn. Em cũng phải nói tại sao mình thấy mình là không còn mình. Em không biết nói tại sao nhưng mà ý là bạn gái như thế nào? Trong đợt dịch xong, từ dịch năm ngoái xong thì đến tháng 9 thì bạn ấy tự nhiên không nhắn tin cho em nữa.
Em hồi xưa em ở mở ngoài xưởng ở Bình Dương, sau đó chuyển đến Phước một thời gian. Thì sau một thời gian đó là em bạn đó ở đâu? Ở Bình Dương làm. Vậy là yêu xa đúng không? Yêu xa nhưng mà em vẫn lên bình thường, tại vì cho là dịch đấy em không lên được, nhưng mà em vẫn nghe cũng gọi điện qua Zalo, cũng nhắn nhắn tin rồi cũng ấy, không có sai một tí gì cả, không có cũng lần lượt với bạn đấy một tí gì cả. Em ráng mình là một người tốt rồi, nhưng mà kết cục không được cái gì hết. Em không biết tại sao lại chia tay. Giờ không biết lý do nhưng mà có lên gặp bạn không? Em có lên nhưng mà bạn ấy trốn á. Bạn ấy muốn gặp á, rồi nhắn tin thì bạn nói là chuyện chia tay không lý do luôn. Em không biết tại sao, em rất buồn. Em lên mà chỉ biết khóc thôi. Lên em buồn lắm á, vừa công việc vừa không được làm được, vừa chia tay bạn gái á, em rớt vào cái tình trạng thất vọng á. Giống như vậy, em không muốn làm gì. Có xấu đúng không? Sau bỏ bê người khác xong rồi mình muốn lấy lại, chuộc lỗi lại là mình lại đặt trên một cái người khác nhưng mà không được bị nhận đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Gieo chi? Rồi gặp nè. Thấy chứ hả? Coi như không có duyên đi em. Với lại... Em đã cố lý kéo. Mình đưa video xem. Nói chung là chị nói rồi, coi như không có duyên đi. Hoặc là ví dụ duyên tới đó thì hai bạn không có... Bạn có thể nha, chị nói thì khiến em bây giờ không biết có buồn nữa hay không. Nhưng mà chị nói thật, ví dụ như bạn gái lúc đó là có người quan tâm ở dưới Bình Dương thì kia thì sao, đúng không? Thì mong là bạn hạnh phúc đi, chứ mà bây giờ em cứ buồn sao có vấn đề. Em hơi bị hận mình. Sao hận mình? Mình tự nhiên mình chuyển về nhà mình làm thì chắc là tại sao em cũng không tí là thì chị nói đây rồi. À, cho suy nghĩ là không có duyên nữa đi. Đến hiện tại có hận không? Bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ mà lúc đó là hận. Giận bạn nhiều lắm. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng vẫn chưa quen được. 6 tháng rồi vẫn chưa quen được. Đã mấy năm trời là còn chưa quen được nữa. Ông mới có 6 tháng rồi quên. Chỉ 6 tháng trời đúng không? Giống như là mới ngày hôm qua vậy. Giống như ngày hôm qua vậy. Giống như vậy. Em là ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, ngày cũng gọi đến lúc mà em thấy chắc là không được nữa rồi. Em cảm thấy như vậy. Thì thôi chắc là em cũng có đây thôi. Rồi, chia tay bạn đó tới nay là làm bao nhiêu mấy tháng hả? Từ tháng 9 năm ngoái. Từ tháng 9 năm ngoái. Cũng gần 1 năm. Chưa tới 50. Gần 1 năm. Cho là gần 1 năm. 9 tháng trời, rồi có quen ai không? Không, em bất đợt chờ. Rồi giờ có đợi đó không? Đợi lên đây chi? Dư khổ quá. Bây giờ là em quyết định sẽ không đợi nữa. Quyết định hồi nào không đợi nữa? Chắc là từ 2 tháng trước. 2 tháng trước là quyết định không đợi nữa. Rồi ok, quyết tâm nha. Quyết tâm mình không dạy bò bản thân mình nè. Rồi. Cho chị biết ưu điểm nhược điểm của em với lại mẫu người yêu của em mong muốn là gì? Ưu điểm của em là sẽ sáng tạo. Sáng tạo gì? Em thường sáng tạo mấy cái máy móc của em. Em hay nhiều khi thất bại nhưng mà em vẫn luôn cố gắng em làm cho ra được. Nhưng đến lúc mà vẫn không làm được thì bỏ. Rồi gì nữa? Thích chơi thể thao. Chơi bóng chuyền. Chơi bi-a. Rồi gì nữa không? Biết thích hát và nấu ăn. Rồi hát một xíu đi em. Hát thì em hay quên lời, em bấm lên lại. Ok. Em hát bài Ngày Hạnh Phúc. Ok, rồi hát một khúc cho chị thôi, chứ không hát cần hát nhiều đi. Rồi mời em. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người, yêu thương như gió với mây. Từng lời nói, từng yêu mãi, yêu biết bất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê. Bao ngày thật bối rối, mỗi khi em yêu hờn dỗi. Và ngày em đến, xua tan anh.
Về nhược điểm của em thì như thế nào Phan? Em thì rất là dễ nóng nhưng mà rất là dễ nguội. Nóng trong trường hợp nào? Nóng trong trường hợp là em làm không được thì em hay dằn mặt cái mình. Mình hay dập chân dập tay á. Dập chân dập tay nhưng mà nóng đúng lúc rồi. Nhưng mà em biết kiềm chế lại bản thân mình. Có cái nào đánh người chưa? Có cái nào đập đồ chưa? Cũng muốn đánh lắm nhưng mà em thì cứ vậy. Rồi mẫu người yêu của em sao? Mẫu người yêu là tóc dài, tóc dài một chút. Ok. Chút. Vừa vừa được không? Vừa được. Alo. Dạ, thôi chờ con xíu con đang. Dạ đúng rồi, để có con đang bận xíu có gì gọi lại cho chú nha. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Dạ, chắc một chút. Mũi cao một chút, lông mày hơi lập một chút. Mũi cao. Dạ, lông mày hơi lập một chút, cười duyên một tí. Ông lông mày đậm rồi, ông còn đòi người ta đậm nữa. Cao khoảng 1m55 đến 1m65 là được. Rồi. Thích Ngọc Trinh với Sam hả? Dạ. Ốm ốm vậy hả? Dạ đúng rồi. Cực kỳ thích Ngọc Trinh. Mấy bạn đó thấy không? Hay đại gia không không? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì từ 18 đến 26 rồi. Dự định khi nào em lấy... Em tìm hiểu sang khoảng 6 tháng 1 năm thì em lấy là... 6 tháng 1 năm là ok đúng không? Dạ, đúng rồi. Chưa được đặt tên. Sở một bản tin không bên thông điều trị rồi em có thu nhập hiện tại của em bao nhiêu tháng thành hiện tại em là 40 triệu. Em có nhà riêng hay gì cho nó chưa? Em có một sự riêng nhưng mà chưa tại bên em đi thuê thôi. Nhà hiện tại vẫn đang ở trước. Nhà vẫn là tại nhà em là một con trai. Em là trai một nhà hả? Trai một có hai đứa gái. Rồi có vườn tược gì không? Rồi có, ra rồi... Có vườn cây lau cá. Có lau cá nó chuồng dài. Là ba mẹ đang làm cái ba đó? Ba mẹ thì chăn nuôi thôi. Còn em thì đi kinh doanh. Nhưng mà mốt sau này em nghĩ là em về nhà em ở chung với ba mẹ. Cho bạn làm dâu hay em chơi? Hay là về nhà đi? Ở em thì mình sẽ lên xuống mình làm ở. Không thích ở đây em thì... đi lại. Làm lương tháng cao như em thu nhập cao như vậy thì em có mua đất đai gì cho mình phước chưa? Đất đai cứ cao quá em mua. Dạo này cao nhưng mà lúc trước chưa mua nữa hả? Lúc trước em mới về năm ngoái mà em mới làm lập nghiệp cũng làm nhiều nơi ở trên xe chèo này đó. Vậy đất nông rồi mua đi để dành đó. Sao quá hả? Đi làm. Thôi cố gắng ha. Nhà có đất đai gì không? Nhà đất ạ. Vậy gì nhà xây mấy hồi? Nhà hơi dốc ạ. Nhà cao cả là sự sự dừng dưới đồ đó. Còn em cũng trên trên đồ đấy. Thì nó có cái đất. Có nó có chung là hai cái nhà. Vậy thôi, vậy cũng được rồi. Rồi, cảm ơn Thanh. Ok rồi, về nhà làm giấy tờ đi ha. Có gì thì giờ chương trình.